Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và đoàn công tác thành viên Chính phủ làm việc với tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác thành viên Chính phủ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương, doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và kết quả triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp chủ lực có đóng góp lớn vào giá trị sản xuất của ngành công nghiệp và tăng thu ngân sách địa phương. Do vậy, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá, tăng 8,19% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 6 trên 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi, từng bước ổn định với giá trị sản xuất đạt trên 48.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư phát triển tiếp tục duy trì với tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ và đạt 46,6% kế hoạch năm. Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2024, tổng số vốn giải ngân đạt trên 2.086 tỷ đồng, bằng 32,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án, đặc biệt là các dự án trọng tâm, trọng điểm có sức lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của vùng, được triển khai đảm bảo tiến độ yêu cầu. Một số công trình, hạng mục công trình đã được hoàn thành, cơ bản hoàn thành, sớm đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động xuất nhập khẩu có dấu hiệu phục hồi tích cực với tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 1.679 triệu đô la Mỹ, tăng 10,8% so với cùng kỳ, đạt 51,7% kế hoạch năm. Việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt kết quả tốt. Tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và các đề xuất kiến nghị của tỉnh liên quan đến việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương, nạo vét luồng đường thủy nội địa khu vực Cửa Đáy, huyện Kim Sơn, kết hợp tận thu sản phẩm cung cấp vật liệu cát phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án dừng hoạt động nhà máy nhiệt điện Ninh Bình và bổ sung dự án nhà máy điện linh hoạt công suất 300 MW tại Ninh Bình và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8. Việc cho phép thống nhất áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị có yếu tố đặc thù quy định tại nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó áp dụng điều 9A cho tất cả các địa phương có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định, bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Ninh Bình đã chủ động tích cực, quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, thúc đẩy phát triển sản xuất. Điều này thể hiện Ninh Bình phát triển bền vững trên cả ba lĩnh vực kinh tế là công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Ninh Bình vẫn có sự tăng trưởng bền vững. Từ năm 2022, Ninh Bình trở thành một trong 16 địa phương tự cân đối ngân sách và có điều tiết về trung ương. Nhờ du lịch dịch vụ phát triển mà đến nay thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đã xếp thứ 11 của cả nước. Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội,
tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025. Và đến nay đã có gần 1.000 ngôi nhà đã được xây mới và sửa chữa. Một số dự án giao thông lớn có tính chất quan trọng để tạo động lực dư địa cho nền kinh tế phát triển đang được tỉnh tích cực triển khai như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng và dự án mở rộng đường bộ cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn. Bên cạnh đó, các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính, điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Theo công bố mới nhất, năm 2023, kết quả chỉ số cải cách hành chính PI Index xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số PCI xếp thứ 19 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số sự hài lòng về phục vụ hành chính CPAS xếp thứ 28 trên 63 tỉnh, thành phố. Làm rõ thêm những kiến nghị của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đoàn công tác báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho Ninh Bình thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội hiệu quả bền vững. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, để có được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cao so với cả nước. Đặc biệt, 3 khu vực công nghiệp, dịch vụ du lịch và nông nghiệp đều tăng, trong đó sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc so với năm 2023. Ninh Bình là một trong 16 tỉnh tự cân đối ngân sách có điều tiết về Trung ương. Các công trình hạ tầng trọng điểm được quan tâm để nhanh tiến độ. Ninh Bình đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng thế mạnh để phát triển bền vững. Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của tỉnh trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thực hiện các dự án đầu tư hiện nay, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung để nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình, đảm bảo theo đúng quy chuẩn, sớm khởi công tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn mở rộng, đồng thời tiếp tục duy trì giữ vững và nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh và quan tâm hơn nữa tới công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ghi nhận và làm rõ thêm một số kiến nghị của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tiếp thu tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu xem xét giải quyết, tháo gỡ kịp thời, sớm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và đoàn công tác đã đi khảo sát kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại một số nhà máy trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất và kinh doanh tại nhà máy xi măng Tam Điệp. Theo đó, về tình hình biến động chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, nên hiện nay công ty đang gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm. Xi măng xuất khẩu cạnh tranh khốc liệt dẫn đến giá xuất khẩu giảm sâu, tình trạng cung vượt cầu lớn, tồn kho tăng cao. Giá các nguyên liệu đầu vào như than, điện tăng cao, trong khi giá tiêu thụ sản phẩm lại sụt giảm, do vậy ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người lao động. Trước tình trạng đó, doanh nghiệp đề nghị Chính phủ có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhà ở nhằm tăng nhu cầu xi măng trong nước, xem xét điều hành việc cấp xây mới, mở rộng các dây chuyền tại khu vực, vùng miền đã có mật độ sản xuất xi măng lớn hoặc nằm xa vùng nguyên liệu, có các giải pháp ổn định giá cả, nguồn cung vật liệu xây dựng nhằm kích cầu thị trường xi măng trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn nguyên liệu sản xuất hợp lý. Đoàn đã kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy kính CFG thuộc khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh. Hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Chi phí sản xuất tăng, giá thành các nguyên liệu đầu vào cao. Ngoài ra, sản phẩm kính sản xuất trong nước phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp mong muốn đoàn công tác và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình xem xét từ những yếu tố khó khăn của doanh nghiệp, sớm có các biện pháp và phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có những chính sách kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động. Sau khi kiểm tra thực tế tại hai doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh cũng như đảm bảo đời sống ổn định của người lao động. Tuy nhiên, qua nắm bắt thực tế, đồng chí cũng nhận thấy tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do khách quan, ảnh hưởng bởi thị trường trong và ngoài nước. Đồng chí mong rằng các doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết nỗ lực hơn nữa để có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Bộ trưởng ghi nhận và sẽ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên cả nước nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu và vật liệu xây dựng nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, vừa có thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về việc ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2024. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn toàn văn thư ngỏ. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội và được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, vận động và tham gia đóng góp, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng để tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ với khả năng cao nhất vào Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa và An sinh xã hội của tỉnh năm 2024. Thời gian tham gia ủng hộ, đóng góp từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Mọi sự đóng góp, ủng hộ, đề nghị gửi về, đơn vị nhận tiền, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa và An sinh xã hội tỉnh Ninh Bình. Số tài khoản 100000705-765-4618 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình. Số tài khoản 126-0000-41332 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình. Ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ số 750 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Chiều nay, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng hai ban chỉ đạo chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí Phó trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban tuyên giáo các đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ đạo triển khai nhanh nhạy, kịp thời, nhiều giải pháp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và công tác thông tin đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo điều kiện tổ chức thành công các sự kiện lớn quan trọng của đất nước, của tỉnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh vùng đất con người Ninh Bình, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế được tăng cường. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động thương mại quốc tế được đẩy mạnh. Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn, tổ chức đoàn công tác làm việc với một số nước trên thế giới, đồng thời đón tiếp nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Ninh Bình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng hai ban chỉ đạo đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đối với hoạt động của Ban chỉ đạo 35 tỉnh, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nắm chắc tình hình trong các tầng lớp nhân dân, tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, thông tin nhanh về các sự kiện, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để các địa phương, cơ quan đơn vị sớm định hướng dư luận, ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác quản lý báo chí xuất bản, thông tin truyền thông, nhất là trên mạng internet, mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán tài liệu, đưa thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, kịp thời có những tin bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền các hoạt động thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh diễn ra trong thời gian từ nay đến hết năm 2024. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động nắm tình hình, phân tích đánh giá, dự báo và có phương án đấu tranh ngăn chặn, xử lý âm mưu thủ đoạn chống đối, phá hoại nội bộ, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lực lượng 47 đấu tranh trên không gian mạng, là đầu mối phối hợp tích cực với Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các huyện, thành phố để đấu tranh phản bác hiệu quả trên Internet và mạng xã hội. Ban Chỉ đạo 35 các địa phương đơn vị kiện toàn đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm xử lý, giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở, có biện pháp tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc phát ngôn, đưa thông tin, chia sẻ, bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Đối với hoạt động công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Mai Văn Tuất đề nghị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng và vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh. Các cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị cần triển khai toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tích cực đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền thông tin đối ngoại, tăng cường áp dụng các phương thức truyền thông mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại. Tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền về tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, của dân tộc, của địa phương, cơ quan đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2024. Những thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, các sự kiện văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch, môi trường đầu tư kinh doanh, các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nổi bật, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai để tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phối hợp in ấn, xuất bản, sản xuất các tài liệu, chương trình quảng bá về tiềm năng thế mạnh, đất và người Ninh Bình, truyền thống văn hóa của cố đô Hoa Lư để phục vụ các đoàn công tác ở nước ngoài. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh dưới nhiều hình thức nhằm góp phần nâng cao chất lượng, tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Sáng nay, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình, cùng dự có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, huyện Yên Mô, Yên Khánh. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài tuyến là 25,3 km, tổng mức đầu tư 6.865 tỷ đồng. Được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, điểm đầu tại nút giao Mai Sơn giao với đường cao tốc Bắc Nam thuộc xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Đáy thuộc xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh. Dự án triển khai có phạm vi ảnh hưởng đến hai huyện Yên Khánh và Yên Mô. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, ngoài việc kết nối với tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đã hoàn thành và đi vào khai thác, giảm tải cho tuyến Mai Sơn Cao Bồ qua trung tâm thành phố Ninh Bình và tuyến Mai Sơn cầu Tam Tòa. Còn kết nối giao thông toàn khu vực phía đông tỉnh Ninh Bình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường quốc lộ 10, tuyến đường ven biển, trục giao thông đông tây của Ninh Bình. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang tích cực chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Thành phần hồ sơ đã thiết lập cơ bản đầy đủ để trình Cục Đường Cao tốc Việt Nam thẩm định. Thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương để hoàn thiện các nội dung còn chưa đầy đủ để bổ sung trong quá trình thẩm định, phấn đấu khởi công trong năm 2024.
Tại hội nghị, đại biểu các sở ngành địa phương đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, làm rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai khu tái định cư, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các đại biểu cũng góp ý cùng huyện Yên Khánh, Yên Mô hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, đảm bảo chất lượng, đồng bộ. Đại biểu cũng nhấn mạnh, liên quan đến quy hoạch khu tái định cư, các địa phương cần phải bám vào quy chuẩn, yêu cầu phát triển trong tương lai, đảm bảo nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng ở khu tái định cư. Quá trình phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, làm thủ tục giao đất cho nhà thầu thi công, các địa phương cần xác định rõ tiến độ thực hiện, sớm tổng hợp diện tích đất lúa bị ảnh hưởng, báo cáo tham mưu cơ quan chức năng để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa cho dự án. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình, các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đáp ứng kịp thời khi có sự cố thiên tai, biến đổi khí hậu trong khu vực, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Đây cũng là dự án trọng tâm, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Vì vậy yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương phải tăng cường trách nhiệm, sâu sát, kịp thời, quyết liệt trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn, các địa phương có diện tích đất bị thu hồi, xem xét, tính toán kỹ lưỡng, sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xã, thuận tiện cho sinh hoạt của các hộ dân bị thu hồi đất. Quá trình thực hiện cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đặc biệt, quy hoạch kiến trúc không gian khu tái định cư phải phù hợp với nhu cầu, lưu lượng giao thông và phải đúng theo quy định của pháp luật, tránh lãng phí. Tiếp tục chương trình giám sát, sáng nay Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Trước kỳ họp thứ 17, qua tiếp xúc cử tri và tổng hợp của cơ quan chức năng, đã có nhiều ý kiến kiến nghị xuất phát từ thực tiễn, trong đó có hai nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Cử tri thành phố Ninh Bình nêu ý kiến gặp khó khăn trong việc nộp các hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nội dung này, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian trước đây, một số trường hợp người dân không có số điện thoại chính chủ, chưa có căn cước công dân hoặc chưa đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID nên không tạo được tài khoản, đăng nhập để nộp hồ sơ vào hệ thống dịch vụ công liên thông. Bên cạnh đó, phần mềm dịch vụ công liên thông có thời điểm bị quá tải, nghẽn mạng, dẫn đến không nộp được hồ sơ. Để kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua, Sở đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, trang thiết bị đầu cuối, phục vụ dịch vụ công thiết yếu. Sở đang tích cực phối hợp với Viễn thông Ninh Bình, các cơ quan liên quan, tích hợp kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống của các bộ ngành có liên quan theo mô hình mới từ ngày 1 tháng 7 tới. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Về ý kiến của cử tri huyện Yên Mô phản ánh tình trạng phóng viên về cơ sở đề nghị viết bài quảng bá giới thiệu hình ảnh địa phương quá nhiều, gây phiền hà, ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa tiến hành rà soát, cung cấp thông tin. Đến nay không còn tình trạng trên. Qua nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận của các đại biểu, đoàn giám sát đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tiếp nhận, giải quyết các vấn đề được cử tri kiến nghị, đồng thời đề nghị Sở tiếp tục quan tâm hoàn thành việc tích hợp kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các bộ ngành có liên quan, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm luật báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa nhà báo để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức cá nhân, cần kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, 30 tháng 6 năm 1954, 30 tháng 6 năm 2024, lãnh đạo thành phố Ninh Bình vừa đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn phường Đông Thành. Đoàn đã tới thăm tặng quà bà Lê Thị Thận ở phố 6 là mẹ Việt Nam Anh Hùng, bà Phạm Thị Cài ở phố 4 là vợ liệt sĩ,
Tại đây, lãnh đạo thành phố Ninh Bình đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày và bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách vì độc lập tự do của dân tộc. Mong muốn các bà giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, nỗ lực học tập, lao động công tác, đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng thành phố Ninh Bình ngày càng văn minh giàu đẹp. Lãnh đạo thành phố Ninh Bình cũng cho biết, trong những năm qua, việc chăm lo cho những người có công với cách mạng luôn được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm thực hiện tốt, đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương và bà con khu phố, gia đình tiếp tục quan tâm đến đời sống sức khỏe của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Mô đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm cơ hội để phát triển kinh tế, tạo ra việc làm mới, vươn lên trong cuộc sống. Trước năm 2018, gia đình chị Oanh ở xã Yên Đồng thuộc diện hộ nghèo. Vì cả hai vợ chồng đều không có công việc ổn định, ba con còn nhỏ, trong đó có một cháu bị khuyết tật. Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, chị đã được vay nguồn vốn ưu đãi 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cùng sự giúp đỡ về kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi dê, đào ao thả cá. Chỉ sau hơn một năm, đàn dê đã cho sinh sản và ao cá cũng cho thu hoạch hơn một tấn cá thương phẩm. Với sự cần cù, chăm chỉ, biết tính toán, chị Oanh tiếp tục được vay 100 triệu đồng của chương trình Hộ mới thoát nghèo để có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay trong chuồng luôn duy trì đàn dê gần 30 con, ngoài ra còn nuôi bò, cá, gà, vịt, thu nhập khoảng 70 triệu đồng một năm. Trước gia đình chúng tôi là rất khó khăn và được nguồn vay vốn của Ngân hàng Chính sách giúp cho gia đình mở rộng kinh tế. Thì nay là gia đình cũng khá và rất là vui và cảm ơn ạ. Còn với mô hình nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ kết hợp theo thuận tự nhiên của anh Thuận ở xã Khánh Thịnh, với nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo động lực cho anh đầu tư phát triển cây khoai ngọt trên diện tích 4,2 ha. Năm 2023 đã cung cấp ra thị trường 30 tấn ngó khoai trên 6 tấn ốc nhồi thương phẩm, thu về trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 6 lao động với thu nhập 200.000 đồng một ngày công. Chính sách của nhà nước đã hỗ trợ rất là kịp thời, quan tâm đến đời sống và các cái mô hình phát triển kinh tế của người nông dân. Từ khi có nguồn vốn thì tôi phát triển cây khoai môn ngọt này, và dưới nước thì tôi vận dụng để phát triển các cái nguồn thủy sản cũng có giá trị kinh tế cao, như là con ốc nhồi, hoặc là con cá quả, hoặc cá rô, cá riếc đồng, cua đồng, trạch đồng. Nhìn chung là tất cả đều phát triển theo hệ sinh thái tự nhiên. Từ khi có chỉ thị 40, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Yên Mô về tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện. Đối với Đảng ủy xã Yên Đồng, chúng tôi cũng đã nhận thức đầy đủ được cái ý nghĩa của cái chỉ thị. Do vậy trong cái công tác quán triệt đối với đội ngũ cán bộ từ xã đến đơn vị thôn xóm là chúng tôi đã tập trung cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt tới toàn thể các đồng chí đảng viên, tập trung cái công tác tuyên truyền, rà soát, đảm bảo đúng cái đối tượng để tập trung cho cái công tác hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội của nhân dân. Tính đến cuối tháng 4 vừa qua, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Yên Mô đạt 570.975 triệu đồng, tăng 210% so với trước khi có chỉ thị 40, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%. Tín dụng chính sách xã hội chính là trụ cột giúp giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Sáng nay tại Sở Văn hóa và Thể thao, Ban tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh, giải bơi thiếu niên nhi đồng, giải bóng đá nhi đồng, cúp phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ 26 đã tổ chức hội nghị thảo luận thống nhất về nội dung kế hoạch tổ chức trong thời gian tới. Các giải đấu dự kiến diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, tạo môi trường hoạt động thể thao vui tươi lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao nói chung, góp phần nâng cao sức khỏe trong quần chúng nhân dân. Tại hội nghị, các thành viên trong ban tổ chức đã thảo luận, đóng góp ý kiến về mục đích, yêu cầu, các nội dung cụ thể trong tổ chức các giải thể thao. Trong đó mỗi giải thể thao phải tạo được không khí vui tươi, động viên khuyến khích phát triển phong trào, đánh giá đúng và trung thực phát triển phong trào thể dục thể thao tại các địa phương đơn vị.
Riêng đối với giải bóng đá Nhi Đồng Cục Phát thanh Truyền hình Ninh Bình, giải bơi thiếu niên Nhi Đồng tỉnh, ban tổ chức có giải pháp cụ thể trong việc các vận động viên của các đoàn tham dự phải đảm bảo đúng độ tuổi theo quy định của điều lệ giải. Ban tổ chức chủ động phối hợp với các địa phương đơn vị đăng cai chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, bên cạnh đó đảm bảo an ninh trật tự, y tế, tăng cường thông tin tuyên truyền để các giải thể thao diễn ra thành công tốt đẹp. Huyện Yên Khánh vừa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cùng các xã Khánh Hồng, Khánh Nhạc, Khánh Vân và thị trấn Yên Ninh. Với tình huống giả định là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Yên Khánh có mưa rất to, mực nước tại các triền sông Đáy, sông Vạc, sông Cầu Mới đều ở mức trên báo động 3, làm ngập lụt một số đoạn đê, đe dọa các hộ dân sống bên ngoài đê. Nhiều người dân chủ quan, bất chấp nguy hiểm vẫn đánh bắt cá. Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND huyện, các xã thị trấn đã quyết định triệu tập hội nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, điều chỉnh kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia phòng chống, khắc phục sự cố, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo và xin lực lượng chi viện. Ngay sau khi nhận được lệnh, lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng và công an huyện đã nhanh chóng điều động phương tiện và hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ chống tràn, sạt trượt đê, sơ tán nhân dân về nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn những người bị lũ cuốn, cấp cứu người bị thương, tuyên truyền cho người dân không đi vào vùng nguy hiểm. Cuộc diễn tập đã bám sát với tình hình thực tế, lực lượng tham gia đã diễn đạt sinh động tình huống đặt ra, huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Công tác phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực binh các tình huống, thao tác nghiệp vụ, cứu hộ, cứu nạn trên sông Thành Thạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Qua diễn tập đã nâng cao một bước năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp và tổ chức xử lý các tình huống của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đây cũng là dịp để tuyên truyền cho nhân dân nhận thức sâu sắc về hiểm họa của thiên tai, biến đổi khí hậu và những vấn đề cần chủ động phòng tránh, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.